Xin chào, mình là Theo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Rogi bị nứt cục. Vào một buổi sáng đẹp trời, Rogi ngủ dậy trễ và chạy ngay đến xưởng sửa chữa. Hana. Hả? Chào Rogi. Bạn vừa mới ngủ dậy đó hả? Ừ, hôm nay mình sẽ bắt đầu làm ca chiều. Ủa, đó là cái gì vậy? Hả? À, mình lấy thêm dầu cho động cơ mới của các bạn đó mà. Dầu này sẽ giúp cho động cơ của các bạn hoạt động tốt hơn. Wow, vậy cho mình xin một ít dầu được không? Chưa được đâu, bạn phải chờ những người khác nữa. Nhưng mà bây giờ mình cần nó rồi. Hả? Mọi người sẽ tới đây nhanh thôi, bạn cứ chờ nha. Hana. Hả? Hana. Hình như đoạn video huấn luyện gặp vấn đề rồi. Thiệt hả? Để mình vào đó xem cho. Mình sẽ trở lại ngay, Rogi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Gặp lại bạn sau nha. Tới rồi. Cảm ơn nha, Hana. Không có gì. Hả? Ủa, mình để dầu bôi trơn động cơ ở đâu rồi nhỉ? Sao không thấy đâu hết vậy ta? La 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 la. Chắc là mình uống nhiều quá đây. Chắc là Rogi đã uống hết số dầu động cơ đó rồi. Mình đã uống hết 4 thùng dầu luôn. Hy vọng là không sao hết. Cậu ấy uống hết mà không để dành phần dầu nào cho bạn mình. Mình đang giúp cho động cơ của mình hoạt động tốt hơn như Hana có nói lúc nãy. Yeah, yeah. Xin chào, tôi là xe buýt Rogi siêu đẳng. Xe buýt siêu đẳng. Anh bạn hài hước thật. Rất vui được gặp cậu, xe buýt siêu đẳng. Chúng ta đi nhé mọi người. La 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 la. Tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người. Phải làm gì bây giờ? Nó vẫn chưa hết nữa. Trời ơi. Như vậy mà gọi là xe buýt siêu đẳng? Còn không phải là xe buýt siêu đẳng mà là xe buýt siêu sốc quá. Tôi xin lỗi, chắc bây giờ tôi phải chạy tới trạm xe kế tiếp đây. Hả? Kể từ giờ phải cẩn thận hơn có biết không? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà. Anh Rogi. Chào ta vô. Có chuyện gì hả anh? Em hỏi vậy là sao? Không có gì hết. Thật hả? Nếu vậy thì tốt. Anh sẽ gặp em sau nha. Nất cục hả? Rogi vội vã trở về nhà vì bị nứt cục liên tục. Có lẽ mình bị như vậy là vì uống quá nhiều dầu động cơ chăng? Mình phải làm sao đây? Chào Rogi. Chào Hana. Mừng bạn đã về nhà. Nhìn bạn có vẻ mệt quá. Không, mình vẫn ổn mà. Nè Rogi. Sao hả? Bạn có nhìn thấy mấy thùng dầu động cơ của mình không? Mình thực sự không nhớ là đã để ở đâu nữa. Mình không có thấy nó. Thiệt hả? Mình để ở đâu vậy ta? Hả? Tiếng gì vậy? Không có gì đâu, mình chỉ là chị Hana. Ủa? Anh Rogi. Em xong việc rồi đó hả? Dạ, em xong rồi. Bây giờ anh cảm thấy đỡ hơn chưa? Hình như em thấy anh bị nứt cục liên tục thì phải. Em nhìn thấy hết rồi. Bạn bị nứt cục hả? Bạn có sao không vậy Rogi? Không sao, mình ổn. Vào trong đi, mình sẽ xem qua máy móc cho bạn. Không sao, được rồi mà. Bạn không cần phải kiểm tra đâu. Mình thấy ổn mà, thiệt đó. Thấy chưa, bạn lại bị nứt cục kìa. Đó không phải là nứt cục mà bị ở hơi thôi. Rogi, lỡ bạn đang làm việc mà bị như vậy thì nguy hiểm lắm. Để mình kiểm tra cho. Nhưng mà mình thấy khỏe mà. Thôi mà Rogi. Thôi đó, không sao thiệt mà.
Kiểm tra đi mà. Mình gặp rắc rối to rồi. Giờ thì bạn ấy sẽ phát hiện ra cho coi. Anh có sao không anh Rogi? Chị thấy Rogi không bị gì cả. Vậy thì tốt rồi. Thấy chưa, đã nói là không sao rồi mà. Để cẩn thận hơn, ngày mai bạn hãy xin nghỉ một ngày nha. Hả? Nhưng mình vẫn thấy khỏe mà. Không được, bạn phải nghĩ đến sự an toàn của hành khách chứ. Đúng đó anh Rogi, anh nghỉ ngơi một ngày đi anh. Thôi được. Tha vô, ngày mai là ngày nghỉ của em phải không? Em chạy giúp cho Rogi một ngày nha. Dạ. Xin lỗi vì làm phiền mọi người. Có gì đâu mà. Anh biết không, em vẫn thích ra ngoài đi làm hơn. Hai em đi ngủ đi. Dạ thôi được chị. Rồi, ngủ ngon nha Hana. Hẹn gặp chị ngày mai. Chúc mọi người ngủ ngon. Taiyo, xe buýt nhỏ. Buổi sáng sau đó, Taiyo đã chạy thay trên tuyến đường của Rogi. Không biết anh Rogi khỏe hơn chưa. Taiyo. Chào Nori. Bạn nói hôm nay là ngày bạn nghỉ mà Taiyo. Phải, nhưng hôm nay mình làm thay cho anh Rogi. Vậy hả? Sao vậy? Rogi bị gì hả? Anh Rogi cứ bị nứt cục suốt cả ngày luôn. Nứt cục à? Phải, ngay cả chị Hana cũng không biết anh ấy bị gì. Bạn có biết chứng bệnh đó không? Hay là bạn ấy đi gặp bác Mét đi. Bác Mét hả? Bác ấy là tàu điện ngầm, chuyện gì cũng biết hết. Chuyện gì cũng biết hả? Bạn có nghĩ là bác ấy sẽ biết về chứng nứt cục không hả? Tất nhiên rồi, lúc nào bác ấy cũng có câu trả lời hết đó. Vậy thì làm sao mà gặp được bác ấy đây? Bạn cứ đi tìm cái cầu màu xanh thì sẽ gặp. Cảm ơn Nori rất nhiều. Mình sẽ nói với anh Rogi. Khi nào thì mới hết để không biết nữa. Anh Rogi. Chào em Taiyo. Anh Rogi, anh đi chung với em nha. Đi đâu vậy hả em? Đi gặp bác Mét, bác tàu điện ngầm. Em nghe nói bác ấy chuyện gì cũng biết, nên biết đâu bác ấy giúp anh chữa hết bệnh thì sao. Có thật không? Thật mà, nhanh lên anh, đi thôi. Cũng được. Với sự giúp đỡ của những người bạn, Taiyo và Rogi đang đi tìm cây cầu màu xanh để đi tìm bác Mét, một bác tàu điện ngầm am hiểu mọi thứ. Nó đây rồi, cây cầu xanh. Chắc là bác ấy ở gần đây thôi. Taiyo, bác tàu điện ngầm kìa. Xin lỗi bác, cho cháu hỏi. Dạ chào bác, tên cháu là Taiyo. Bác là bác Mét, bác tàu điện ngầm biết tất cả mọi thứ phải không ạ? Biết hết mọi thứ hả? Là bác đây, chỉ có bác là tên Mét thôi. Wow, cháu tìm ra bác rồi. Cháu có chuyện này muốn hỏi bác được không ạ? Cháu tên Taiyo hả? Cháu cần hỏi chuyện gì? Dạ, anh Rogi của cháu không hiểu sao cứ bị nứt cục liên tục không khỏi. Nứt cục quá. Dạ chào bác. Nứt cục à? Cháu bị bao lâu rồi? Dạ bị hôm qua. Hôm qua sao? Có khi nào cháu lén lút ăn thứ gì hay không hả? Không. Sao bác ấy biết được ta? Anh Rogi không phải là người như vậy đâu. Không phải à? Nếu vậy thì lạ quá. Ta vô thật sự rất tin tưởng mình, nhưng mà mình đã tham lam và uống hết mớ dầu động cơ đó. Vậy bác có biết cách nào làm hết nứt cục không hả bác? Nói thật với cháu là bác cũng không chắc nữa. Sao ạ? Cháu tưởng chuyện gì bác cũng biết chứ. Bác xin lỗi Taiyo. Dạ không sao đâu. Thôi cũng trễ rồi, các cháu về nhà đi. Dạ, vậy có gì cháu gặp bác sau ạ? Tạm biệt. Đúng rồi, mình nên nói với Taiyo mọi chuyện. Taiyo nè. Có phải bác làm hồn không? Bác làm cháu giật mình. Cháu thấy sao rồi? Sao là sao ạ? Ý bác là chứng nứt cục đó đã hết chưa? Hả? Bác nói đúng rồi. Hết rồi hả? Hết thật rồi nè. Cách tốt nhất để trị chứng nứt cục là làm người đó giật mình mà.
Tuyệt thật đó. Vậy là đúng rồi. Bác Mét đúng là người biết mọi thứ. Cảm ơn bác Mét. Bác rất vui vì cháu không bị đứt cột nữa. Ba vô, có chuyện này anh muốn nói với em nè. Dạ, anh nói đi ạ. Anh xin lỗi ta vô. Anh đã uống hết số dầu động cơ đó. Uống luôn cả phần của em nữa. Anh Rogi. Anh xin lỗi. Chứng nứt cục đó chắc chắn là sự trừng phạt cho lòng tham lam của anh. Phải ha. Vậy nghĩa là bác Mét đã nói đúng. Có khi nào cháu lén lút ăn thứ gì hay không hả? Ta vô, bộ em không giận anh sao? Không sao mà. Cho dù câu chuyện có bắt đầu ra sao đi nữa thì cuối cùng anh cũng nói sự thật. Mà anh biết gì không? Bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm được dầu động cơ mới. Nhưng em nghĩ kiếm được một người bạn tốt như anh thì khó lắm. Ta vô. Bác thấy hai cháu rất thân thiết với nhau. Vậy thì bây giờ mới dầu động cơ đó ra sao rồi? Rogi thật sự rất biết ơn sự giúp đỡ của Thayo. Chắc chắn từ nay trở về sau hai người sẽ càng thân thiết hơn.